Chú ơi vô đây lẹ đi chú ơi nè. Trời nó mới đi nước ngoài về nè, giờ mới lạ quá, hồi nhỏ có chút xíu rồi bây giờ bự quá. Trời ơi ơi. Nó cũng nói là giống tôi đó thấy không? Đó anh chị em mình ở nhà buồn đó, không đi đâu chơi thì anh chị em mình cứ ra 258 nha. Kìa đi vô kìa. Đó đó nè. Sao trời ơi, hôm bữa nó giả giải đó, ôm ôm cao cao bự bự con. Nó đâu nè. Ủa? Ông bữa bà hung với nó đội lớp giả mày nhớ không? Là nó á. Nó đó. Trời ơi. Nhớ không? Nó mới ra lần đầu mà lấy cái gì nhớ? Đúng bà. Bà cũng... Ờ, bà cũng nhớ nhớ. Cái gì vậy? Bà chân kìa. Bây giờ có gói sao mặn rồi, bà ngồi gói xôi rồi mà. Xôi đâu, xôi. Rồi, ngồi đây. Hôm nay sao đẹp quá vậy, nhìn ra vậy. Ủa, hôm bữa không đẹp hả? Hôm bữa nhìn ông già thì ngồi vậy. Hôm nay đông quá nè mọi người. Im lại vậy nè má mất. Cái gì vậy? Ai? Hạt má ui. Người ta muốn lượng viên đó má. Khà bún kha một nạn nà bó chỉ thảm ti. Bó nạn nà. Tao mở mẫu quá. Mày im ra. Ý là tôi nói anh này Thái Lan nè. Võ sĩ. Mở mẫu không? Khả năng này chi thả nà. Nhớ không? Mình nhỏ xỉ đó. Nhớ rồi. Về sớm. Về đi, ở đây đi, đi chịu không nói ai cưng mi đê đâu. Ngồi đây tổn, đừng bỏ đi đâu nha anh. Dạ vô ngồi giùm em đây, có kêu đào kêu em nha. Cái gì vậy? Ok, giữ sức khỏe nha. Hết rồi. Ủa, đó là mọi người thấy không? Đó bé tuổn tuổn nha. Cu tuổn đó, bây giờ cu đen đó là cu tuổn nè. Thì mọi người coi TikTok thì mọi người sẽ biết tuổn. Dừng nãy chừng là 2 giây. Rồi, một chữ tuổn thôi chị nha. Dạ. Dạ. Rồi tới em chào đi, nãy giờ chị nói dạ. Quá trời rồi. Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay nó có mặt tại Lan Quế Phường, tại quán Ca Thu Phương Nguyên Chiên. Lộn, Vũ Thu Ca, chị Vũ Thu Phương, cái Nguyên Chiên nha mọi người nha. Thì bên ngoài chị Vũ Thu Phương là mọi người là không hề mập nha mọi người nha, như trong clip nha. Thiệt, bên ngoài như cái thùng phi thôi à. Bé này. Em chặt chém chị em quá. Mọi người điên lòn tay. Hả? Lòn tay, nói lại. Nói lại phải không? Nói dạ. Lại. Chị, em nói lộn, em giải vô nách ba cái em nói lại nha mọi người nha. Dạ. Chị Thu Phương không có mập, không hề mập nha mọi người nha. Chị hơi bị béo phì xíu thôi. Đó. Nhỏ này. Không, chị rất là vừa người nha mọi người nha. Rất là vừa người. Dạ. Dạ, chị rất là đẹp gái nha mọi người nha. Đó. Đó. Đẹp lắm thì em chúc quán chị. Bớt tiền, bớt tiền. Nó ngại quá. Nó xa đâu. Đã biết mà. Đã thì đứng đây danh xưng hoa hậu nha mọi người nha. Dạ, dạ. Trời ơi. Chúc chị Vũ Thu Phương mua mai bán đất này càng ngày càng phát triển hơn, mở thêm dài cái chi nhánh tại Sài Gòn và nhiều tỉnh lân cận đó nha mọi người nha. Dạ, tất nhiên mới mời em qua nghe chị. Ok bé. Dạ. Ê bạn nó từ nha tụi. Chờ. Dạ. Cái nào. Ok, cái nào cũng được. Ok. Khoan, bà Hiền ơi. Dạ. Cái gì? Đúng rồi. Cái này của em, dạ. Nhưng mà nãy chị đưa em cái điện thoại, chị lấy dạ. Được cái điện thoại, đúng rồi. Bậy rồi. Cái nào gạt cái đồ hết chị hiểu không? Hồi nãy chị đưa em cái điện thoại. Dạ. Thì bây giờ thì chị lấy lại điện thoại. Đâu có, hồi nãy cái điện thoại này là chị đưa em đúng không? Thì nó là của em. Hồi nãy em quên rồi, điện thoại là chị cầm tay, điện thoại chị bỏ vô túi. Hồi nãy là chị đưa em cái này là em chị hiểu, em hiểu không? Nếu mà chị tham mà chị lấy cái điện thoại em chị đi về rồi, em hiểu không? Không, em chưa có hiểu nhưng mà em biết cái này là nãy chị đưa em đó. No, no, cái này no. Là em có sẵn, chị đưa em là của em. Không có, hồi nãy baby đưa một cái điện thoại nè, rồi cái baby kèm mà baby Baby đưa thêm một cái chiếc nhẫn với lại một cái bóp nữa. À tổng cộng Baby đưa cho anh á hai cái điện thoại lộn. Không bé ơi, em không đưa mà lấy điện thoại anh là sao? Anh không cho đâu, nghĩ sao vậy? Hả? Đây là lại của em. Chị hiểu không? Chị hiểu rồi, nhưng mà hai cái điện thoại nãy chị đưa cho em trước, bây giờ chị lấy lại là bây giờ quay xong clip rồi thì bây giờ giống như là chị em mình cắt đứt ngay đây rồi. Khoan chưa? Là cái này hồi nãy là của em. Thôi rồi, hồi nãy là đó, rồi đó, đi về đó, đi. Không, cái bóp của em luôn. Cái bóp của chị. Bé này. Bye bye nha, nói chứ chúc cho em dạ. Sức khỏe. Lộn chị em mình lộn hoài không cái này chị đổi là chị thương anh chị mới đổi của chị là Samsung của em là iPhone lộn vui vẻ quá trời chị tới 5 con mắt mà em có 3 con mắt rồi chị đổi ngang cho em luôn mà không mà kệ đi em đổi 2 cái được ha chị ha ok dạ, vui dạ. À, dính nè Naka Panisita mà thi đặt tha nè em lỡ tay em không cứu tình mẹ thôi chúc chị mất nha nói chứ cảm ơn mọi người nha cảm dạ. Ơn tụi rất là nhiều luôn cảm dạ. Ơn tụi cảm dạ. Ơn tụi với lại nhóm nha ok ok ơi cầm giùm em đi không cầm giùm mẹ đi có YouTube mẹ không nói con lấy đâu cầm giùm mẹ đi ý là mẹ đeo vô nè hiểu không đúng không mẹ xào quần mẹ gớt nè con nhỏ mới có 5 tuổi mà lấy tiền ta nè mọi người thấy không không mẹ giỡn á mẹ đang tập tuồng mẹ giỡn á con không lấy đồ của mẹ mẹ lấy đồ của con ý là điện thoại đâu bên kia ôi trời ơi quay qua đây con cười lên nè
thả chim đi, thả chim. Ý là thả chim đi. La lại coi. Không. Nè, nè dỗ nè. Không, 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 không. Hồi nãy la điệu nha chị. Con la con men lên coi. Ôi. Hồi nãy la. Ngại. Ngại cái gì mà ngại, con trai mà mạnh mẽ lên, la lại coi. À. Hồi nãy la kỳ, nãy la. À. Trời ơi chị ơi, hồi nhỏ em cũng la giống vậy luôn á. Mày muốn không được la vậy nghe không? La lại coi. À. Ủa nó không la luôn chị ơi. Ý là con la đừng có điệu quá thấy không? Nãy con la á. Ghê quá. Nói chứ cảm ơn con nha. Ăn trái chiên chưa? Dễ thương quá, nhiêu tuổi rồi? Chụp lại đèn. Ơi cho Lâm chụp lại, chưa chụp nữa hả? Cười lên. Rồi cảm ơn con. Tối ngủ với mẹ nha, cô Phương ngủ với ba. Trời ơi, ok ok. Ý là anh muốn thân thêm. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Dạ sao ạ? À? À trời ơi em lộn quên. Trời xin lỗi anh nha, nó dính vô cái tay. Dạ thật sự em không. Ý là không được thôi. Em nghe. Ok chuỗi. Chỉ đi vậy hả? Ủa chỉ chụp kìa. Okay. Ông sát vô, ông sát vô. Chết rồi trai đẹp quá. Ok. Hâm mộ Phương lắm luôn đó. Hâm, em hâm mộ Phương lắm đến đây đó. Ok. Cái tim, cái tim. Bỏ cái cây xuống anh cầm cái cây hoài. Chút nữa tối em đưa cho cái cây của em cho anh cầm. Không, anh làm trái tim. Đúng rồi. Cái này trái chuối, trái tim. Trái chuối không? Ờ, đừng mà. Nữa hả? Hung thiệt không? Ôi. À, chỉ cho. Ô mà đang quay luôn á, chỉ cho hung chị. Chỉ cho baby hung rồi. Đó chứ cảm ơn anh. Ảnh ngại. Cảm ơn nha. Tối hung nha. Cái mặt đỏ luôn kìa. Tối chỗ cũ nha, ngay gốc cây me. Nhớ bữa cúp điện không? Bữa chơi cái đó đau xương sống quá. Mấy mốt đổi kiểu nha. Bỉnh đi, không có khóc, cái gì khóc vậy? Mẹ hả? Mấy mốt mẹ bỏ nhà mẹ đi luôn, không có clip con coi đó. Mẹ đi với mẹ nè. Mẹ đi với mẹ nè. Nhìn nó không có sợ ma luôn á má ơi. Vô vô con. Nhìn nóng kính kìa, đừng có nhìn mẹ nữa. Chụp mấy tấm đi chị, nhiều khi mình ba tấm luôn hả? Ok cảm ơn chị nha. Mai mốt rảnh kêu mấy cô dẫn ăn cái kia nha. Dạ. Trời ơi giống con của Hồ Quang Hiếu quá, không cảm xúc luôn á ơi. Thôi chết rồi. Nói chứ hôm nay là thứ hai nha mọi người nha, thứ hai mà giống như là thứ bảy chủ nhật rồi đó mọi người, giống như là vỡ trận khách vô đều rất là nhiều luôn. Thì mong là mọi người, những anh chị em, cô dì chú bác mình ở gần cũng như ở xa, mình đã coi kênh của anh Đêm Trăng Sáng nè, kênh của anh Cả nè, kênh của Loto LGBT, rồi Sức Sống Mới nè, Lâm Ma Van nè, rồi Thu Vua Cá Viên Chiên, rồi Lan Quế Phường với lại Phở Bế Đạt. Thì mong là mọi người yêu thương em, mọi người hãy giúp em giống như là like và subscribe đăng ký. Thương luôn mấy anh YouTube, mọi người hãy nhấn nút like, nhấn nút đăng ký để giúp cho mấy anh YouTube nè có động lực nè, quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà phục vụ tiếng cười cho mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn mấy anh YouTube sống là nhờ những lượt đăng ký của tất cả mọi người. Đó thì thứ hai được sự ủng hộ của mấy anh chị rất là nhiều luôn. Thì nãy giờ là em chạy xúc quần đó mọi người. Ngày nào em cũng muốn chạy xúc quần chạy đẹp đâu. Đâu chạy đẹp đâu. À, trời ơi anh ơi, nãy giờ em đợi anh á. Chụp hình đâu vậy? Ủa? Ai chụp mình vậy? Trời chết là em kinh ảnh lên luôn á chị. Anh phải trắng không? Trắng, đẹp. Trời ơi, em sướng hạnh phúc quá hả? Rồi, cho em lấy 100 nha. Vô Vi, Vi, vô Vi ơi. Trời ơi, ảnh hôn em. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh nha, cảm ơn chị. Có thiếu đào kêu em, lộn, có thiếu đồ kêu em, quên thì như thiếu đào. Em nhớ nghề quá, em lộn luôn. Hỏi nhiều cũng chẳng. À người đừng hứa sẽ mãi yêu tôi, sẽ mãi bên tôi đi. Trời ơi. Hai ba vô đi khắp thế gian này vô. Anh muốn đi đâu em cũng chịu anh tới đó. Có hai bàn tay, trước giờ em chưa nắm ai. Em cũng như tình chất.
Làm gì khóc vậy trời, vô đây coi, ai đánh bà vậy? Ai đánh bà vậy? Làm gì khóc vậy, đưa vỏ tiền đây. Vỏ chăm chăm. Lấy cái ghế ngồi nghỉ mệt đi, uống nước không, uống cho đã không? Nặng quá vậy, sách chi cho nặng vậy trời. Thuốc. Cái này nặng quá nè. Thuốc mang theo. Rồi giờ đi đâu nữa? Kiếm tắm không, tôi lấy xà bông rồi đầu cho bà nha. Đi tắm không? Không. Đi đâu không, móng túi người ta nha, camera không đó. Dạ, hello anh Dũng. Ủa, chóng mặt quá vậy trời. Ai vậy? Cái gì? Hello Thông Lisa nha, hello Thông Lisa, hello tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã coi live stream. Mấy người vậy anh? Anh? Ba người. Vô đây với em nè anh. Anh cu đen rồi. Đi đâu vậy? Anh vô đây, cái gì đây nè anh? Mày giống làm gái quá. Ờ, giống làm gái thiệt. Làm gì mày kêu đàng hoàng? Anh. Anh. Cái gì vậy? Cắt vô kỳ khách. Quay vô lỗ mũi, từ từ anh vô mà. Anh. Mày giống làm gái quá con này. Anh nào cũng được hết á anh. Lại la. Anh cu đen hết tên em đi. Hết tên gì vậy? Biết anh. Biết anh. Rồi đây cái gì nè. Thử thách 6 ngày 6 đêm. Rồi đây đi. Anh tao đi nè, tối nay ngủ với anh nha, anh cu đen. Dạ. Anh cu đen nó ghét dữ sợ luôn á thiệt. Anh muốn đâm vô lòng ngực em luôn đi, anh giết anh chết luôn đi cho vừa lòng anh. Cu nào mà cu đen. Ốp bây giờ bữa nay không ế vui quá à. Trời ơi xui ghê. Ốp ơi, đáng lẽ là phải đặt cái tên gì biết không? Ốp lạnh, ốp đá đó, ốp xác đó. Chứ không có ốp episode đâu. Ốp episode đâu mà cái miệng quá trời. Nghĩ sao mà cứ chù người ta ế hoài vậy? Hôm nay tôi Phương ở nhà quậy dữ. Hai cu đen của anh. Em xỏ kim em luồn chỉ luôn nha. Đồ bơi quá, ơi lộn quên. Đen mày xịt cho đen hù lùi à. Ai vậy? Mẹ nè. Mẹ chào các con của mẹ. Nè. Mẹ muốn rồi. Lại gì vậy? Nó nó bóc vô con chi. Nó bóc vô con chi. Nó bóc vô con chi. Nó nó lấy cái chân nó móc vô con bướm cái baby của Hoàng Hụn. Ok 100 nãy giờ kìa. Dạ em bưng liền. Chấm. Ghê quá. Trời ơi. Quá trời, ta sợ ma kìa. Anh sợ ma.